Em Phúc xin chào cả nhà, đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bản. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 ạ. Cô chú anh chị nào muốn mua bếp ga hay quan tâm về bếp ga, bếp từ, máy lọc nước, máy lọc không khí, máy rửa bát, xe đạp và quạt Nhật thì cứ xin liên hệ với em Phúc ạ. Em Phúc sẽ lựa chọn và tư vấn kỹ cho cô chú anh chị và chọn cho cô chú anh chị những chiếc mà vừa với túi tiền nhất ạ. Và ngay bây giờ đây, video này thì em Phúc sẽ đi báo giá 3 chiếc bếp ga, 3 chiếc bếp ga Nhật dòng đơn giản nha cô chú anh chị, dòng đơn giản 2 phím vặn và 1 phím nhấn ạ. Hai bếp của thương hiệu Paloma và một bếp của thương hiệu Rinnai, hai thương hiệu nổi tiếng nhất của Nhật đấy ạ. Rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn nha cả nhà. Chiếc bếp đầu tiên là mang thương hiệu Rinnai phím vặn ạ. Rất dễ dàng thầu sử dụng với những cô chú nội trợ đã có tuổi ạ. Đấy. Gồm hai bếp nấu và một bếp nướng ạ. Bo chi lữ thì được làm bằng nhôm hợp kim ạ. Tim cảm ứng thì hoạt động rất là nhẹ nhàng. Đấy. Trong họng thì rất là sạch sẽ và sáng bóng ạ. Bên em đã vệ sinh sạch sẽ, test ok hết các chức năng. Cô chú anh chị mua về thì chỉ việc cắm dây ga vào và sử dụng ạ. Đấy. Kiềng thì được làm bằng thép mà không gỉ ạ, chống hăn, chống gỉ cho cả nhà mình nha cô chú anh chị. Đấy. Đây là lỗ thông hơi của lò nướng ạ. Khi mà chúng ta nướng dưới thì hơi sẽ thoát qua đường này ra ngoài nha cô chú anh chị. Mỗi chiếc bếp ga bên em thì đều được bao bọc bởi một lớp lưới chống chuột rồi ạ. Cô chú anh chị mua về không sợ bị chuột chui vào cắn làm đứt ổ dây điện đâu ạ. Đấy, cái này là phím bật của bếp nấu bên phải ạ. Phím bật của lò nướng ạ. Đấy, giữa chiếc bếp là lò nướng. Phía trước của lò nướng là một lớp kính nha cô chú anh chị. Chúng ta có thể nhìn qua lớp kính này để quan sát đồ ăn nướng bên trong ạ. Đấy. Đấy, lò nướng thì gồm có một khay và một cái inox ạ. Rất là đẹp ạ. Đấy, bên trong ạ, rất là rộng rãi, sáng ạ, sạch ạ. Với lò nướng này chúng ta có thể nướng được rất nhiều đồ ăn như tôm, cá, mực, bánh mì và trứng nha cô chú anh chị, rất là tiện lợi luôn. Đồ ăn thì đạt tiêu chuẩn của Nhật đấy ạ. Đấy, tiêu đạt rất là tốt ạ. Bên này là phím vặn của bếp nấu bên trái ạ. Khay đựng pin ạ. Mỗi khi mà chúng ta đôi pin đại này thì cô chú anh chị khi mà đầu mua làm bếp thì em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp pin này về để test bếp và sử dụng thời gian ban đầu. Khi mà pin hết thì nó sẽ báo đèn nhấp nháy. Cô chú anh chị ra ngoài tiệm tạp hóa hoặc điện tử xung quanh nhà mình mua pin này thay vào ạ. Đấy, một chiếc bếp rất chi là xuất sắc. Hôm nay thì em chỉ đi báo giá nên em không test lữ cũng như là test các tính năng của bếp. Đấy, cô chú anh chị ưng chiếc bếp nào thì chụp lại hình ảnh gửi cho em thì em gửi vào Zalo cho em. Em sẽ đi test bếp cũng như là quay kỹ hơn về chiếc bếp cho cô chú anh chị theo dõi. Đấy, và lựa chọn được ưng ý hơn ạ. Chiếc bếp này thì là bề mặt men ạ, màu kem ạ. Đấy ạ. Đời thì rất là cao nha cô chú anh chị. Đời 2021 ạ. Đời tháng 10 năm 2021 ạ. Đời rất là cao. Bếp còn rất là đẹp ạ. Nguyên zin ạ. Đấy. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 2,7 triệu ạ. Trong đó có bao ship toàn quốc ạ. Tặng một cặp pin. Bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho cả nhà mình nhé. Đấy. Và bây giờ thì em xin giới thiệu chiếc bếp thứ hai. Chiếc bếp thứ hai mang thương hiệu Paloma. Cũng dòng đơn giản gồm hai bếp nấu và một bếp nướng. Đấy, phím nhấn nha cả nhà. Dòng này là dòng phím nhấn ạ. Phím nhấn dạ quang rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Đây là phím nhấn của bếp nướng ạ. Phím nhấn của bếp nấu bên phải ạ. Cần gạt tô nhỏ của bếp nướng ạ. Cần gạt tô nhỏ của bếp nấu bên phải ạ. Đấy. Phía dưới mỗi bếp là có một cái khóa gọi là khóa trẻ em ạ. Khi mà chúng ta nấu xong thì chúng ta gạt sang này ạ. Đấy, thì trẻ con có vào nghịch thì bấm vào nó cũng không lên được nha cả nhà. Rất là tiện lợi và rất là an toàn đấy. Phía giữa của chiếc bếp là lò nướng nha cả nhà. Đấy, lò nướng phía trước lò nướng là lớp kính ạ, rất là trong và sạch ạ. Đấy, nướng bên em này. Đấy. Sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị. Về chỉ việc cắm ga vào và là sử dụng thôi ạ. Đã test ok hết rồi ạ. Phím nhấn của bếp nấu bên trái ạ.
Đấy, đây là cần gà to nhỏ của bếp nấu bên trái ạ, phím 3S ạ. Khi mà chúng ta chiên xào rán ở nhiệt độ khô liên tục ạ, thì chúng ta bấm vào phím này giữ 3 giây, phím sẽ sáng đèn, là tự tắt cảm biến ạ. Đấy, chúng ta sẽ không bị gián đoạn trong quá trình chiên xào rán ở nhiệt độ cao liên tục nhé cả nhà. Đấy, đây là khay đựng pin ạ. Đấy, cũng như chiếc bếp trước thì chúng bếp Nhật thì chiếc bếp nào cũng đều được đánh lưỡi bằng đôi pin đại nha cô chú anh chị. Đấy, và bên em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp lúc ban đầu mới mua bếp ạ. Đây cũng là bề mặt men ạ, màu sáng nha cả nhà. Bề mặt men màu sáng. Đấy, nhà cô chú anh chị nào đang dùng màu đen từ trước tới giờ và muốn thay đổi mua một màu sáng hơn để thay đổi cho không gian nhà mình được mới mẻ hơn, bắt mắt hơn thì chúng ta chọn màu sáng này ạ. Đấy. Bo chi lửa thì được làm bằng nhôm hợp kim ạ. Kim cảm ứng thì hoạt động rất là nhịp nhàng nha cô chú. Đây, họng này, đây là một chiếc bếp nguyên bản ạ. Chiếc bếp nguyên bản nha cô chú. Đấy. Kiềng thì được làm bằng inox ạ. Đấy, kiềng inox ạ, rất là sáng bóng và rất là đẹp ạ, rất hợp với chiếc bếp màu trắng này nhé cả nhà. Đấy, kiềng inox bên này ạ. Họng này đây là vết tích của qua sử dụng ạ. Một chiếc bếp nguyên bản, nguyên zin luôn ạ, không hề thay đổi sơn sử dặm gì nhé cả nhà. Đấy, kiềng thì thép bằng inox ạ. Đây, lỗ thông hơi của lò nướng ạ. Một chiếc bếp khá là đẹp luôn ạ, không một vết chảy xước, một vết móp méo nào ạ. Một chiếc bếp nguyên bản. Đấy, nguyên bản, đời khá là cao ạ, đời 2022 nhé cả nhà, đời 2022, nguyên bản mà còn đời cao nữa. Đấy, một chiếc bếp mua về sử dụng rất là bền, rất là đẹp luôn nhé cả nhà, không lo bị hư hỏng bị này kia. Bên dưới mỗi chiếc bếp Nhật thì bên em cũng đều bao bọc lớp lưới chống chuột rồi nha cả nhà. Đấy, chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 3,2 triệu ạ. Trong đó có bao ship toàn quốc ạ, bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho cả nhà mình ạ. Cô chú anh chị nào ưng chiếc bếp này thì xin chụp lại màn hình, gửi vào Zalo cho em. Em Phúc sẽ test lử cũng như là test các chức năng của bếp qua trực tiếp vào Zalo cho cô chú anh chị tham khảo và theo dõi ạ. Đấy, trong video báo giá thì test hết thì nó hơi dài, cô chú anh chị xem nó sẽ bị chán, nên em sẽ đi sơ qua. Và cô chú anh chị nào ưng chiếc nào thì cứ báo em nhé cô chú anh chị. Đấy, còn chiếc thứ ba, em sang chiếc thứ ba là cũng mang thương hiệu Paloma. Đấy, phím vặn thông thường ạ, gồm hai bếp nấu và một bếp nướng ạ. Đấy, bề mặt này bằng men ạ, ba chiếc bếp đều mặt men nhé cô chú anh chị. Chiếc bếp này bề mặt men màu đen ạ. Đấy, màu này thì nó sạch sẽ, nó rất là sạch sẽ, dễ lau chùi ạ. Đấy. Bo chi lửa của chiếc bếp này thì làm bằng đồng nguyên khối ạ. Kim cảm ứng thì hoạt động rất là mượt mà. Đấy. Họng thì rất là sạch sẽ và sáng bóng nha cả nhà. Đấy, kiềng ấy, kiềng này làm bằng thép chống hăn chống gỉ ạ. Đấy, nâng lên hệ hạ xuống rất dễ dàng trong quá trình vệ sinh sau khi nấu nướng ạ. Thông hơi của lò nướng ạ, rất là xịn sò ạ. Bên dưới thì được bao bọc một lớp lưới chống chuột nha cả nhà. Đấy, phím vặn của bếp nướng này, phím vặn của bếp nấu bên phải này, phím 3S này. Trong khi mà chúng ta chiên xào rán ở nhiệt độ cao liên tục thì chúng ta bấm vào phím này giữ 3 giây, phím sẽ tự động tắt cảm biến, sẽ không làm gián đoạn quá trình chiên xào rán của chúng ta. Đây là ở giữa mỗi chiếc bếp là bếp nướng ạ. Đấy, chiếc bếp nướng làm một lớp kính nha các cô chú anh chị, chúng ta có thể nhìn qua lớp kính này để quan sát đồ ăn nướng bên trong ạ. Đấy, bếp nướng thì gồm có một vỉ và một khay nướng hình inox ạ. Đấy, chiếc bếp nướng này là rất còn rất là mới ạ. Đấy, rất có lẽ là chiếc bếp này lò nướng không được sử dụng bằng máy ạ, nên còn rất mới nha cô chú anh chị. Lò nướng này thì chúng ta tha hồ nướng tôm, nướng cá, nướng mực, nướng thịt, nướng trứng, nướng bánh mì, rất tiện. Mỗi lúc buổi sáng mà chúng ta đi làm sớm ấy, thì nướng bánh mì rất là nhanh, ăn rất là ngoạn ạ. Đấy, phím bật của con bếp nấu bên trái ạ, khay đựng pin ạ. Đấy, chiếc bếp Nhật nào thì cũng đánh lửa bằng một đôi pin đại nhé cô chú anh chị. Đấy, trước khi cô chú anh chị mua bếp thì bên em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp pin về để test bếp và cũng như sử dụng thời gian ban đầu ạ. Khi mà hết pin thì đèn này sẽ nhấp nháy. Cô chú anh chị ra các tiệm tạp hóa hoặc điện tử xung quanh nhà mình mua về để thay thế ạ. Bên em thì có một cục sạc pin ấy ạ. Nếu mà cô chú anh chị không muốn
rang ngoài phải mua pin, hoặc là lỡ mỗi khi đang nấu dở thì chúng ta mua cục pin sạc bên em. Đấy, mỗi khi hết pin thì chúng ta lấy ra sạc và sạc đầy chúng ta bỏ vào nấu nhé cô chú anh chị, rất là tiện lợi, không phải mua nhiều lần ạ. Đấy, một chiếc bếp cũng rất là đẹp, độ mới thì lên đến 95-96% ấy ạ, không mốc méo chỗ nào ạ. Đời thì rất là cao. Ba chiếc bếp này, đấy, cái này thì chỉ đời 13 thôi nhé cô chú anh chị, này đời 13. Đấy, chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 2,2 triệu ạ, 2,2 triệu trong đó bao ship toàn quốc ạ, bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho cả nhà mình ạ. Nhiều cô chú anh chị thì cứ thắc mắc bảo làm sao cũng một chiếc bếp tầm đơn giản, hai bếp nướng và một bếp nấu, hai bếp nấu và một bếp nướng mà sao lại tiền khác nhau cùng một phím vặn. Em xin nói kỹ hơn, dù là cùng một phím vặn, cùng là dòng đơn giản nhưng mà bềm nam sản đời sản xuất nó khác nhau. Đời càng cao thì bếp tiền càng cao, và thứ hai nữa là dòng một chiếc bếp dòng nguyên bản thì nó sẽ đắt hơn 300-400 so với những chiếc bếp không phải dòng nguyên bản nha cô chú anh chị. Đấy. Đấy. Nên mà ba chiếc bếp này đều là dòng đơn giản nhưng giá lại khác nhau ạ. Đấy. Giá của chiếc đầu tiên là sẽ là 2,7 triệu ạ, vì nó là đời 2021 nha cô chú anh chị, đời cao ạ. Và chiếc bên giữa em Paloma màu trắng này thì là vừa đời 2022 và là nguyên bản nên nó ở giá 3,2 triệu ạ. Đấy, và đời này thì thấp hơn một chút và cũng không nguyên bản nên nó chỉ có 2,2 triệu thôi cô chú anh chị nhé. Đấy, dòng khác, dòng giống nhau nhưng mà nó khác nhau ở đời và khác nhau ở độ nguyên bản nhé cô, nên giá tiền nó sẽ khác nhau ạ. Cô chú anh chị đang xem like thì cho em Phúc xin một nốt like, một nốt chia sẻ và một nốt đăng ký kênh nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Phúc ạ. Thế lệ mua hàng bên em thì cô chú anh chị cọc cho em từ 200-500 để em lấy phí vận chuyển ạ. Hàng đến cô chú anh chị, khi mà bếp đến tay cô chú anh chị thì cô chú anh chị sẽ được test bếp và kiểm tra bếp đúng như trong video em quay gửi cho cô chú anh chị, thì cô chú anh chị mới phải nhận hàng và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em ạ. Đấy, đến đây thì em xin được tạm dừng video, hẹn gặp lại cô chú anh chị cả nhà mình ở những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em Phúc ạ.